Vâng, tiếp tục chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh của Việt Nhật Bãi TV nhé. Hôm nay video ngày mùng 5 tháng 4 năm 2021. Em tiếp tục lên sóng cho các bác là một lô nồi cơm gồm có 12 em nhé, với dung tích là 1 lít và 4 em bình thủy. Đấy, 4 em bình thủy. Hàng made in Japan các bác nhé. Đã qua sử dụng. Đấy, chạy điện ở 100 đến 110V. Đấy, toàn hàng cũng gọi là rất đẹp các bác nhé. Đấy, các bác đang xem kênh của Việt Nhật Bãi thì đừng quên cho em xin một like cũng như là một đăng ký kênh các bác nhé. Đấy, để kênh của em nó thêm phát triển để phục vụ các bác những sản phẩm tốt nhất. Đấy, các bác mua hàng thì liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại cộng Zalo là 0354 965 127. Bên em ship hàng toàn quốc các bác. Đấy, với tất cả các sản phẩm này thì các bác cứ vui lòng chuyển khoản cho em 100%. Thì bên em sẽ bao ship cho các bác nhé. Còn không thì các bác cọc cho em 100-200. Đấy, thì các bác chịu tiền ship. Đấy, ok các bác nhé. Bây giờ em sẽ lên chi tiết cho các bác từng mã một để cho các bác không phải chờ lâu nhé. Sản phẩm này là bảo hành cho các bác 1 tháng nhé. Địa chỉ của nhà em thì ở Quỳnh Phụ, Thái Bình nhé. Đấy, các bác nào có lân cận, có gần thì sang bên nhà em này xem là chọn lựa. Mã đầu tiên nó lên cho các bác là một em Zuidushi đĩa bay các bác. Em này sản xuất năm 2015. Đấy, mã sản phẩm là NP gạch ngang BE10. Đấy, hình thức bên này cũng tương đối khá là ok này. Đấy, chạy dòng 15A này, nhiệt độ công suất tiêu thụ là 1240W, điện là 100V. Nhiệt độ sôi lớn nhất là 167 độ C nhé. Đấy, hình thức là cũng khá là ổn thôi nhá. Đấy, quay gần để cho các bác xem được rõ. Đây giòn đây các bác nhá. Đấy. Xoang palatium bác nhá. Xoang palatium. Đấy, lòng xoang đây, nó lét căng luôn. Đấy, sản phẩm này em quay trực tiếp cho bác xem. Gọi là chậm chậm một tí để cho các bác nó được xem nó được kỹ càng cái sản phẩm của mình hơn. Đấy, ok các bác nhé. Đấy, em này nó thật các bác là không biết tại sao ấy, lấy về nhìn thấy nó như này rồi. Đấy, em cũng gọi là chưa động chạm gì cả nhưng nó không có nhạc. Đấy, nó thật các bác thế. Nói chung cái nhạc đấy thì nó cũng không ảnh hưởng gì đâu các bác nhé. Chắc nó bị hỏng loa các bác ạ. Đấy. Và tất cả chức năng hoạt động là vẫn rất là ok luôn. Đây là những em đã nấu cơm rồi bác nhé. Đấy, nấu cơm taxi cho các bác rồi. Nên các bác yên tâm thôi. Sản phẩm bảo hành cho các bác 1 tháng mà, nên các bác yên tâm. Không phải là bọn em bán xong là xong. Mã số 1 của ngày mùng 5 các bác nhé. Ngày mùng 5 tháng 4. Mã số 1 lên cho các bác em này với giá là 2,3 triệu nhé. Mã số 1 các bác nhé. Ngày mùng 5 tháng 4, một là mã số 1 là 2,3 triệu. Vâng, tiếp theo là lên tiếp cho các bác một em Hitachi các bác nhé. Em này có mã sản phẩm là RZ gạch ngang SG10Z. Đấy. Em này là sản xuất năm 2018 này. Công suất tiêu thụ điện là 1400W nhé. Đấy, nhiệt độ sôi là 100 nhất 137 độ C.
Đấy, hình thức ở ngoài cũng tạm thời khá ổn các bác nhé. Đấy, cái này hơi bẩn tí. Đây, lòng son đây các bác nhé. Rất đẹp luôn. Đấy. Đấy, đít son đây. Cái này các bác về vệ sinh qua tí nhé. Đấy. Có chỗ thì nó bẩn, có chỗ thì nó hơi bị xước lớp la lô nhé bác nhé. Đấy, chung ở đây là phần ngoài này thì nói chung nó không để ý mấy bác nhé. Đấy, quan trọng cái lòng son của mình nó cứ ngon lành cành đào như này là ok rồi này. Đấy, rất đẹp luôn. Đấy, cho bác xem lại em bé ngoài nhé. Đấy, nó bị mất cái lớp men này. Đấy, nhưng cái lớp men này thực sự các bác là như lúc trông nó ngứa mắt thôi nhưng mà nó không ảnh hưởng gì cả. Đấy, hứa với các bác luôn, đảm bảo với các bác. Đây giòn đây các bác này. Đấy, giòn khá là ok luôn, xanh đét 2018. Đấy, cao tần áp suất. Còn các bác nào mà mới trải nghiệm đấy thì lúc các bác đặt hàng này thì các bác có muốn dịch ra tiếng Việt hay là dán những cái tiếng Việt lên những cái nút này cho các bác ấy thì các bác bảo em nhé. Nhiều lúc các bác nhắn tin như nào thì đôi khi là nó nhiều việc quá không thể gọi nhớ hết được. Ok các bác nhé, tất cả chức năng hoạt động mình bình thường ngon lành. Mã số 2 bác nhé. Mã số 2 lên là em này cho các bác là với giá là 1 triệu rưỡi thôi. 1,5 triệu nhé. Ok bác nhé. Mã số 2 em Hitachi đời 2018 nhé. Lên cho các bác là 1,5 triệu. Và tiếp theo lên tiếp cho các bác một em Toshiba cao tần áp suất hút chân không. Em này sản xuất năm 2010 nhé. 2010. Điện áp tiêu thụ là 1100W. Đấy. Nhiệt độ sôi lớn nhất là 167 độ C, dòng 20A. Đấy, hình thức bên ngoài em này cũng khá là ok luôn. Đấy, màu xám bác nhé. Màu bạc xám. Em này đang hết pin. Đấy, các bác nào chốt thì em thay pin cho các bác nhé. Thay pin miễn phí luôn. Mã sản phẩm là RC gạch ngang 10VFE7. Đấy, hình thức bên ngoài là khá là ok luôn. Đây gioăng này bác nhá, xanh đét luôn này. Đấy, cao tần áp suất hút thì không. Các bác mà thích ăn cơm khô dẻo đấy, hạt cơm bóng mấy đấy thì các bác sử dụng cái dòng Toshiba này nhá. Đấy, nó có hút thì không thì hạt cơm nó săn chắc hơn. Đấy. Xong đây bác nhá, xong rất là đẹp luôn. Đấy. Đấy, lòng đây rất ok. Dòng Toshiba này chung là cái dòng cái lòng son nó rất là bền. Đấy. Ok các bác nhá. Đấy, em này có chế độ nấu cơm cháy các bác nhá. Gạo trắng cơm cháy là 70 phút. Đấy, cái này thì các bác lưu ý mà các bác cắm sớm hơn mọi ngày một tí. Vì cái dòng này cơm nó nấu được lâu. Trong khi cái lâu thì nó bao giờ nó cơm nó ngon hơn. Đấy. Mã số 3 các bác nhé. Đấy, mã số 3 lên cho các bác em này với giá là 2,6 triệu nhé. Đấy. Rất hợp lý các bác nhé. Đấy, mã số 3 các bác nhé. 2,6 triệu nhé. Vâng, tiếp theo là một em tô bầu nữa các bác nhé. Đấy, em này có mã sản phẩm là RC gạch ngang 10IQC. Sản xuất năm 2010. Điện áp tiêu thụ là
1100W. Điện 100V. Nhiệt độ sôi lớn nhất được 167 độ C, dòng 20 ampere nhé. Đấy. Hình thức em này cũng tương đối là ok này. Được khoảng 85 đến 90% nhé. Đấy. Do này các bác nhé. Đấy. Do em này cũng rất là tương đối các bác nhé. Đấy, sản phẩm này đã test xì hết rồi các bác rồi. Với những dòng áp suất này thì bọn em trước khi mà chuyển đi cho các bác ấy là phải nấu cơm hay là tét nước rồi nhé. Mình các bác yên tâm thôi. Đấy, doang này. Đấy, xong này các bác nhé. Đấy. Gần xoắn các bác nhé. Đấy, rất từ chạy cái lòng vòng vòng này bác này. Đấy. Đấy, lòng xoong rất đẹp luôn. Không vết châm cám nào nhé. Đấy, em này đang đặt ở trên lỗ lỗ cơm cháy bác nhé. Cao tần áp suất hút hay không. Đấy, ok các bác nhé. Mã số 4 các bác nhé. Mã số 4 lên cho bác em này với giá là 2,5 triệu nhé. Mã số 4 các bác nhé, 2,5 triệu nhé. Rồi tiếp theo nó lên tuyết cho các bác một em Mitsubishi Cup Black các bác nhé. Em này nói chung là hợp với các bác nào mà nấu cơm hoặc ăn cơm ở bàn luôn. Đấy, hình thức xung quanh như màu đỏ các bác nhé. Đấy, ba màu. Ở trên màu đen. Em này cũng đang hết pin các bác nhé. Đấy, thì bác nào chốt cũng thay pin miễn phí cho các bác luôn. Sản xuất năm 2018 này. Đấy. Điện áp tiêu thụ là 1200W nhé. Dòng 20A. Nhiệt độ sôi lớn nhất là 172 độ C. Đấy, hình thức bên ngoài em này cũng tạm tạm. Đấy, mã sản phẩm là LG gạch ngang XE10E5. Đấy, doang cái thứ rất là đẹp luôn rồi bác này. Đấy, các bác nào mà thích ăn cơm mềm đấy. Đấy, hay ăn cơm ở bàn đấy thì dùng em này là rất là thích hợp luôn. Đấy, hình thức doang xoang cái thứ rất là lét luôn. Đấy. Xong đây các bác nhá. Đấy. Lòng xoang rất đẹp. Sản xuất năm đời rất là cao luôn, 2018. Đấy, tất cả chức năng hoạt động ok bác nhé. Đấy, vừa nút tắt đây bác nhé, nút tắt nút ủ ấm này, chung một nút luôn, nút nấu cơm đây bác nhé. Đấy, nút hẹn giờ này, nút giờ nút phút này. Đây, nút men lu các nhá, nút soạn gạo nhá. Đấy. Đó, mã số 5 các bác nhá. Mã số 5 này. Lên cho bác em này với giá là 1 triệu nhá. Đấy, có 18 bác ạ. Mã số 5 nhá, là 1 triệu ạ. Bước tiếp theo tiếp là lên lốt cho các bác một em Mitsubishi các bác nhá. Còn hai em Mitsubishi. Đấy. Em này sản xuất năm 2015 này. Đấy, hình thức màu trắng tinh luôn nhé. Đấy, điện áp tiêu thụ là 1250W, dòng 20A. Nhiệt độ sôi lớn nhất là 172 độ C, còn trung bình là 127. Đấy, mã sản phẩm là LG gạch ngang VV105. Đấy. Đây giòn này các bác này. Đấy, cái này nó bắn này. Đây giòn này các bác nhá. Đấy, cũng rất rất là đẹp luôn. Đấy. Xong đây các bác nhá.
Đấy, lựa chọn gạo các bác nhé. Đấy, gạo trắng, gạo lứt, gạo cua vo. Rồi, ok các bác nhé. Mã số 6 các bác nhé. Mã số 6 lên cho bác em này với giá là 900k nhé. Đấy, mã số 6 các bác nhé. Lên cho em này với giá là 900k. Vâng, tiếp theo là một em Mitsubishi các bác nhé. Em này là có mã sản phẩm là NG gạch ngang VV104. Em này sản xuất năm 2014 luôn. Đấy. Điện áp là 1250W nhé. Dòng 20A. Đấy, trên quy hình thức em này cũng tương đối cũng khá là ok luôn. Không vấn đề gì cả. Đấy, giòn này các bác nhé. Đấy. Đấy, em làm cũng gọi là không nhanh lắm mà không chậm lắm để cho các bác được nhìn được kỹ hơn. Đấy, ok các bác nhé. Đây, xong đây các bác nhé. Đấy, xong ngoài là trắng gương các bác nhé. Đấy. Đấy, ok các bác nhé. Phải nấu cơm bình thường là cơm ngon là 7-7 phút đấy bác này. Đấy. Ok các bác nhé. Mã số 7 các bác nhé. Mã số 7 lên cho các bác em này cũng với giá là 900k nhé. Đấy, ok các bác nhé, mã số 7 nhé. Vâng, tiếp theo tiếp cho các bác một em Toshiba cao tần các bác nhé. Toshiba cao tần. Một lỗ chữ hút chân không nhé. Đấy, em này mã sản phẩm là RC gạch ngang 10V RC. Sản xuất năm 2013 các bác nhé. Đấy. Mấy em Toshiba cao tần hút chân không. Em này có công suất tiêu thụ điện là 1100W. Đấy, nhiệt độ sôi lớn nhất là 167 độ C. Dòng 20A nhé. Đấy. Đấy, em này doang thì cực kỳ là đẹp luôn, nét căng luôn đó nhá. Giòn xanh nhất, gần như mới. Đấy, cao tần một lỗ hút chân không nhé. Đấy, giòn này các bác này, đẹp không này. Đấy. Đấy, son này các bác nhé. Đấy. Son trơn luôn này. Nhìn nét căng luôn. Đấy, đít son cũng rất là đẹp. Đấy, để đèn hút chân không các bác nhé. Đấy, đèn hút chân không. Nút tắt đây bác nhé. Tắt này. Ủ ấm bằng hẹn giờ này. Đấy, vệ sinh nồi bác này. Nấu cơm đây. Menu đây. Giờ phút. Đấy, em này có cả chức năng nấu cơm cháy các bác nhé. Đấy, có eco tiết kiệm điện. Đấy, rất nhiều chức năng.
Mã số 8 các bác nhé. Mã số 8. Hãy lên cho các bác em này với giá là 1,7 triệu nhé. Mã số 8 bác nhé, 1,7 triệu nhé. Và tiếp theo lên tiếp cho các bác một em Fala cao tần áp suất bi các bác nhé. Đấy, sản xuất năm 2013 nhé. Thì chiếc em này cũng tương đối cũng khá là ok này. Đấy. Công suất tiêu thụ điện là 1200W các bác nhé. Đấy, dòng 15A. Đây giò này các bác nhé. Đấy, cao tần áp suất bi giò pha la, nói chung là lốp cơm nó rất là mềm. Cơm các bác là thích ăn cơm mềm thì ăn cơm dòng nồi pha la hoặc sushi xong 7 lớp các bác nhé. Đây nó có tem Việt Nhật bãi rồi bác nhé. Đấy, tem Việt Nhật bãi. Số điện thoại là 0354 965 127. Đấy, các bác mua hàng hay các bạn Zalo với em theo cái địa chỉ số đấy nhé. Đấy, lòng son đây bác này, rất là đẹp luôn. Đấy. Đấy, ok các bác nhé. Đây nút chọn gạo này. Đây nút menu điều khiển chức năng nấu. Nút giờ, nút phút. Nút hẹn giờ đây bác nhé. Nút ủ ấm, nút tắt, nút nấu. Mã số 9 các bác nhé. Mã số 9 ạ. Đấy, mã số 9 là lên cho các bác em này với giá là 1,5 triệu thôi nhé. Đấy, này giảm giá cho các bác. 1,5 triệu. Đó, ưu tiên bác nào chuyển khoản 100 thì bao ship bác luôn nhé. 1,5 triệu thôi. Vâng, tiếp theo là lên cho các bác một em Toshiba tô đèn cho bác nhé. Đấy, cao tần áp suất hút chân không tô phi thuyền. Đấy, đèn đóm rất là đẹp nhé. Đấy, sản xuất năm 2009 bác nhé. 2009. Đấy, công suất tiêu thụ điện là 1250W, dòng 20A, sử dụng điện 100V. Đấy, nhiệt độ sôi 128 độ C. Đấy, tô một em tô phi thuyền rất đẹp bác nhé. Đấy. Em này trong kia nó này nó chắc có cái tem sao nó nhìn nó hơi ố tí bác nhé. Đấy, có cái tem đây. Đấy, cái tem nó làm cái tem luôn. Đấy. Đây giòn đây các bác nhé. Giòn em này được khoảng tầm 85 đến 90, 85%. Đấy. Đấy, cao tần áp suất hút chân không hai lỗ, xoang thì xoang AG các bác nhé, AG. Đây lòng xoang này cũng gọi là bị hơi rất tí nhẹ thôi. Đấy. Đấy, tô đèn cho bác nhé. Tô đèn rất đẹp luôn. Này là ban đêm đẹp các bác nhé. Đêm sáng loá, sáng trắng lên luôn. Đây là ban ngày nó hơi quáng nên các bác không nhìn rõ được cái đèn nó sáng như nào. Đèn LED. Đây, đèn luôn ở lắp luôn các bác nhé. Đấy. Đấy, ok các bác nhé. Mã số 10 bác nhé. Mã số 10 ạ.
lên cho các bác em này với giá là 2,5 triệu nhé. Đấy, một em tô đèn các bác nhé. Lên số 10 lên cho bác Hà với giá là 2,5 triệu ạ. Vâng, tiếp theo là lên tiếp cho các bác một em Hitachi các bác nhé. Em Hitachi sò tem cắt. Đấy. Em này sản xuất năm 2014 nhé. Công suất tiêu thụ điện là 1.400W. Đấy, em này đang bị cấn nhẹ luôn này phát cho bác nhé. Thấy cấn nhẹ này phát. Đấy, có cài mùi. Đấy, có chế độ Eco Lavi tiết kiệm điện. Đấy, hình thức bên ngoài như này các bác nhé. Đấy, bị cấn nhẹ cho này một tí này. Đấy. Sản xuất năm 2014. Đấy, doang doang được cái rất ok luôn. Đấy, đẹp led căng luôn. Đấy. Cao tần áp suất. Đây bác nhá, lóng xoong nhá. Đấy. Khá là ok. Đấy. Màn hình LED các bác nhé, màn hình LED Eco Lavi tiết kiệm điện. Mã sản phẩm của em này RC RZ gạch ngang VXL 100M. Đấy. Ok các bác nhé. Tất cả các chức năng đảm bảo các bác hoạt động ngon lành cành cành đào luôn. Mã số 11 cho bác nhé. 11 lên cho bác em này với giá là 1 triệu nhé. Đấy. Mã số 11 các bác nhé. 1 triệu ạ. Vâng, tiếp theo lên cho các bác một em Toshiba các bác nhé. Đấy, em này nó bị cấn nhẹ này, đấy, hai chắc hai cái nó quặn đập vào đầu vào nhau thì nó bị lứt nhẹ cái này nhá. Đấy thì em đã gọi là chính thức là đang dính vào cho các bác rồi. Đây là chỉ một tí tí góc này thôi. Đấy, em này có mã sản phẩm là RC gạch ngang là 10V XE7. Cao tần áp suất hút chân không. Sản xuất năm 2010 nhá. Đấy. Điện áp và tiêu thụ là 1.100W. Dòng 20A này. Đấy. Đấy, em nói là chị bị mỗi một cái lỗi nhỏ như thế thôi. Còn nó chức năng vẫn hoạt động bình thường. Đấy, doang đây các bác nhé. Đấy, thì hôm nay em này thì em sẽ để gọi giá rất là đẹp đẽ cho các bác nhé. Đấy. Doang cái thứ rất là vẫn còn được khoảng tầm 85-90%. Đây xoong. Đấy, xoong rất đẹp luôn. Đấy. Đấy, cơm cháy 70 phút bác nhá. Đèn hút trên không làm góc này. Nút tắt, nút nấu. Đấy, nút ủ ấm bác nhá. Đây nút hẹn giờ. Đấy. Ok bác nhá. Vâng, mã số 12 của nồi cơm bác nhá. Mã số 12 này. Đấy, lên cho bác em này với giá là 2 triệu thôi. Đấy. 2 triệu các bác nhé. 2 triệu là các bác đã sở hữu được một em Toshiba cao tần hút chân không. Chung quy lại hình thức bên ngoài thì em này nó bị vỡ thế này một tí. Đấy, nó thật các bác thế. Đấy, nhưng cái này nó chẳng ảnh hưởng gì cả, nó chỉ gọi là cái vỏ nhựa ngay cái góc này thôi. Đấy, còn tất cả xoong rong các thứ chức năng hoạt động là vẫn ok, ngon lành cành đào nhé. Đấy. 2 triệu các bác nhé. Mã số 12 ạ.
Vâng, tiếp theo là lên cho các bác 5 em bình thủy nữa. Đấy, lên cho các bác một em bình thủy với em này nhãn hiệu là Tiger các bác nhé. Em này có dung tích là 2,2 lít. 2,2 lít sản xuất năm 2006, công suất tiêu thụ điện là 905W nhé. 905W đời 2006. Đấy. Made in Japan. Đấy, hình thức bên ngoài thì em này cũng tương đối là cũng khá là ok. Mã sản phẩm của em này là PVQ xít chữ A nhé. Đấy. Đấy, gioăng này, gioăng em này cũng khá là ok luôn. Đấy. Đây lòng đây các bác nhá. Đấy, lòng sáng choang luôn. Đấy, rất đẹp luôn, made in Japan luôn nhá. Đấy, lòng đây bác nhá. Cắm bơm chất điện cho các bác luôn. Video trước này em nhiều lúc mải quá không test được điện cho các bác. Nên sợ các bác là không tin. Đấy. Đấy, bơm bổng qua thứ hoạt động bình thường thôi nhá. Rất khỏe luôn các bác nhá. Cái này là rất hợp cho các bác nào mình nghiện chè, cà phê, cà pháo này. Hay nhà có các cháu nhỏ đấy. Đấy, lúc nào mình cũng có nước nóng. Đấy. Các bác sử dụng bơm, các bác ấn cái nút bé này trước, to này trước. Đây, còn cái nút này là nút hẹn giờ này. Đấy. Còn đây là nút điều khiển nhiệt độ này. Đấy. Đấy. 75, 80, 85, 90, 98 độ C. Ok các bác nhé. Ôi, con đi ra để bố làm con. Vâng, bình thủy là mã số 13 bác nhé. Mã số 13 các bác này. Đấy, lên ra bác em này với giá là 650k nhé. Mã số 13 nhé, mã em bình thủy 650k nhé. Vâng, tiếp theo là một em Tiger các bác nhé. Đấy, dung tích là cũng là vô lên ra đi. Dung tích cũng là 2,2 lít nhé. Đấy. Công suất tiêu thụ điện của em này là 700W các bác nhé. 700W. Hàng này là hàng Trung Quốc xuất Nhật các bác nhé. Sau đây ghi nhãn hiệu Made in China. Đấy, Trung Quốc xuất Nhật. Nhật lại xuất về Việt Nam các bác nhé. Đấy. Đúng một vòng trái đất luôn. Hình thức em này cũng tương đối cũng khá là ok luôn. Đấy, cũng không có cái gì gọi là ấy lắm. Đây, giòn đây các bác nhé. Đấy. Đấy, dòng này vẫn đạt được khoảng tầm 80% này. Đây bác nhá, lòng nhá. Rồi, lòng rất là sáng choang luôn. Đấy, bơm rất khỏe bác nhé.
Dòng này có 3 lớp là 80 độ C, 90 độ C và 98 độ C. Mã sản phẩm là PVV xít trừ G. Mã số 14 bác nhé. Mã số 14. Hãy lên cho các em này với giá là 600k nhé. Mã số 14 bác nhé. 600k. Vâng, là lên tiếp theo lên cho bác một em Suzy Juicy. Đấy, em này với dung tích là 3 lít bác nhé. Mã sản phẩm là CV gạch ngang BR. Hàng made in Japan. Đấy. Sản xuất năm 2004. Công suất tiêu thụ điện là 905W nhé. 905W. 2004 made in Japan. Dung tích là 3 lít. Đây gioăng này, gioăng thì cực kỳ là mới luôn nhé. Đấy. Khá là ok. Đây lòng xoong đây bác nhá. À, lòng bình đấy nhá. Đấy. Chúng quý chứ còn tí ra vôi là thì các bác về các bác chỉ khoa ngồi lấy cái móng tay hay là đầu của cái tu vít đi nhá. Các bác cứ nhẹ nhàng mới bác gáy ra sạch bóng luôn. Đấy, nó không có cái gì cả, nó chỉ có mỗi cái đi ra vôi thôi. Đấy, còn đây thực sự bác nhìn như này, đẹp chưa? Đấy. Lòng lành luôn. Các bác đang theo dõi kênh của Việt Nhật Bãi thì đừng quên cho em xin một like các bác nhé. Một like như là một đăng ký kênh. Đấy, để kênh em nó thêm phát triển để phục vụ các bác nó được tốt hơn. Đấy, bơm bùng các thứ là vẫn ok các bác nhé. Ok, ngon lành cành đào. Đấy. Mã số 15 bác nhé. Mã số 15 ạ. Đấy, lên cho các bác em này với giá là 800k nhé. Đấy, em dung tích là 3 lít made in Japan. 800k bác nhé. Mã số 15. Vâng, tiếp theo là lên cho các bác một em bình thủy cuối cùng trong cái video của em ngày hôm nay nhé. Đấy là em Juicy Juicy với dung tích là 4 lít nhé. Mã sản phẩm là CD gạch ngang VKF. Đấy, em này có chế độ 60 độ là chế độ pha sữa cho trẻ em nhé. Đấy. 60 độ là 80 độ, 90 độ là 98 độ. Đấy, hàng gọi là sản xuất năm 2008. Đấy. Made in China, Trung Quốc xuất nhật các bác nhé. Công suất tiêu thụ điện là 700W nhé. Điện 100V, 700W. Đấy. Dụng hình thức em này cũng khá là ok các bác nhé. Đây, doang đây bác này. Đấy. Còn rất ok luôn. Đây lòng bình đấy bác nhá. Đấy, lòng bình. Đấy, rất là sáng luôn. Đấy. Đấy. Ok bác nhé, bơm bùng cái thứ này hoạt động ngon lành cành đào nhé. Đấy.
mã cuối cùng trong video em trong video ngày hôm nay nhé, là mã số 15 ạ. Mã số 16 các bác nhé. Mã số 16. Đấy, lên cho các bác em này với giá là 900k nhé. Đấy. Một em dung tích là 4 lít. Đấy, bán cho các bác với giá là 900k. Đấy. Sản xuất năm 2008. Vâng, các bác mua hàng thì liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại cộng Zalo là 0354 965127 các bác nhé. Bên em ship hàng toàn quốc nhé. Đấy, còn bình thủy các thứ bên nhà em cũng rất là nhiều này. Đấy, có cái là em chưa dọn dẹp được phục vụ các bác được nhé. Đấy. Bình thủy các thứ rất là nhiều luôn. Xếp hàng. Đấy. Rồi cơm rồi cũng các thứ các bác nhé. Tủ lạnh cũng có các bác nhé. Đấy, phục vụ các bác gọi là không thiếu một cái thứ gì cả. Đấy, thì video của em đến đây xin được kết thúc nhé. Hẹn các bác trong video tiếp theo. Và chân thành cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi kênh của Việt Nhật Bãi trong suốt thời gian vừa qua các bác nhé. Đấy. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác nhé.